Bạn nào ăn được cay thì cho nhiều ớt, bạn nào không ăn được cay thì có ít ớt thôi nha. Ok, hôm nay mình sẽ làm món cá viên chiên, chiên nước mắm siêu cay cho các bạn ơi. Cho dầu vào. Dầu đã sâu thì mình sẽ cho nguyên liệu vào nha các bạn. Để chiên sâu nha. Ok, chúng ta sẽ vớt cá viên chiên một chút xíu ra ngoài để rối vào nha các bạn ơi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chiên nước mắm nha các bạn. Đầu tiên mọi người cho vào trong này tương ớt cho mình nha. Đảo đều tất cả lên, sau đó thì mọi người sẽ cho vào trong này, đó là dầu hào nha các bạn. Tiếp theo thì mọi người cho trong này mayonnaise nha. Cái này mình học được công thức ở ngoài các bạn bán vỉa hè. Bạn nào ăn được cay thì cho nhiều ớt, bạn nào không ăn được cay thì cho ít ớt thôi nha. Tiếp tục thì mình sẽ cho đậu bắp và rau muống vào trong này nhé. Tiếp tục xào đều như này tầm 5 phút. Các bạn cho mình ít chiên mắm để lấy mùi thôi nha. Ok, thì chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử nha các bạn ơi. Wow, nhìn rất là ngon và rất là mê lên nha các bạn. Ok, mời tất cả mọi người ăn cá viên chiên với nước mắm mình. Rất là người vị không? Wow. Nước sốt cực kỳ ngon lên nè. Nước sốt thì nó làm nó cay cay, hơi mùi mắm. Đó. Mình vẫn để lại cái độ giòn bên rau nè. Ăn nó ngon. Ngon. Mọi người nào có thời gian thì có thể tự làm ăn. Mình tự làm ăn thì nó sạch sẽ hơn. Ở ngoài có đường thằng rong bán thì nó không sạch sẽ ra. Mình tự mua về làm ấy, thì nó an toàn hơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Các bạn có yêu cầu muốn ăn gì thì mà các bạn comment ở dưới nha. Và mình sẽ thực hiện ở clip sau. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.